Mới đây, cái tên Lưu Dục Hiểu được chú ý trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc khi cô đã có hành động cứu một nhân viên đoàn phim. Hành động của nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Dục Hiểu nhận được nhiều lời khen ngợi. Người có mặt tại phim trường Bản Thượng Giai Tế kể lại, trong thời tiết nắng nóng, đã có một nhân viên bất ngờ ngất xỉu và có dấu hiệu tim ngừng đập. May mắn thay, Lưu Dục Hiểu kịp thời thực hiện hồi sức tim phổi, cứu được người trước khi xe cấp cứu đến nơi. Nhân viên này được đưa đi bệnh viện ngay sau đó và không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho Lưu Dục Hiểu vì sự dũng cảm và bình tĩnh của cô bé. Thật sự dũng cảm, dư luận sẽ bùng nổ nếu như em ấy hồi sức tim phổi thất bại. Quan trọng là cô ấy dám làm, đứng trước mạng người quả thực không hề do dự, không hổ danh là con gái của hai bác sĩ. Nếu không cứu được thì sự nghiệp của Lưu Dục Hiểu có lẽ sẽ kết thúc. Sự dũng cảm này không phải người nổi tiếng nào cũng có được. Người hâm mộ cũng phát hiện mặc dù cứu sống một mạng người nhưng Lưu Dục Hiểu vẫn khiêm tốn không tiết lộ thông tin trên mạng xã hội. Cô chỉ đăng bài viết với nội dung: "Hôm nay lại có thêm chút giác ngộ về cuộc sống, lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của bản thân chạm được đến một chút tới năng lượng vũ trụ." Đạo diễn Trần Gia Lâm của phim Bản Thượng Giai Tế cũng chia sẻ nội dung được cho là ngầm khen ngợi Lưu Dục Hiểu. Ông viết: "Điều gì mới thực sự là cái đẹp? Khoảnh khắc đó vô cùng đẹp, đẹp tự thiên sứ vậy. Đây mới là cái đẹp xứng đáng được ca tụng." Lưu Dục Hiểu nổi lên từ vai phụ Thượng Quan Thiển trong phim truyền hình Hoa Ngữ, Vân Chi Vũ lên sóng tháng 9 năm 2023. Lưu Dục Hiểu được khen thể hiện tốt hai mặt tính cách đối lập của nhân vật, thậm chí để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn cả nữ chính Ngô Thư Hân. Gần đây, Lưu Dục Hiểu tiếp tục đóng nữ phụ trong phim cổ trang Tích Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi đóng chính. Ngoài ra, bộ phim Ngũ Phúc Lâm Môn mà Lưu Dục Hiểu đảm nhận vai nữ chính cũng vừa đóng máy, có thể sẽ được phát hành vào năm sau. Từng có thời điểm Lưu Dục Hiểu gây tranh cãi về phong cách và nhận phản ứng ngược khi liên tục có những bài đăng so sánh nhan sắc của cô với thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Nhưng thời gian gần đây, Lưu Dục Hiểu đã có sự cải thiện đáng kể trong cách ăn mặc, phong thái và nhận được sự khen ngợi. Gia đình của nữ diễn viên cũng được công chúng quan tâm khi Lưu Dục Hiểu xuất hiện trong chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi. Gia đình cô được khen ngợi mang hình ảnh chuẩn mực, mẹ cô là người ân cần chu đáo, bố thì luôn bình tĩnh cẩn trọng, hai người có cách giáo dục con cái nhẹ nhàng văn minh. Mặc dù gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhưng bố mẹ Lưu Dục Hiểu vẫn giữ lại căn nhà hiện tại, vì đây được coi là kỷ niệm của cả nhà, đặc biệt là nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp từ thời thơ ấu của nữ diễn viên. Khán giả Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ và kỳ vọng Lưu Dục Hiểu sẽ sớm có vai chính ấn tượng giúp tên tuổi bứt phá. Lưu Dục Hiểu là tiểu hoa đáng thuộc lứa sinh sau năm 1999, được đánh giá là có diễn xuất tốt, tiềm năng. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Sohu đưa tin Lưu Dục Hiểu tham gia một sự kiện thương mại và gây chú ý với ngoại hình rạng ngời. Sự tiến bộ về phong cách thời trang của Lưu Dục Hiểu nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng. Theo Sohu, Lưu Dục Hiểu phù hợp với cách trang điểm kiểu Hàn Quốc, không quá đậm nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo và sang trọng. Trước đó, Lưu Dục Hiểu bị chê nhạt nhòa, khó tìm được điểm nhấn trên gương mặt. Nguồn tin bình luận khuôn mặt của Lưu Dục Hiểu thuộc kiểu dễ thương gần gũi, không phải nét đẹp sang trọng đậm nét, khiến người đối diện nhớ ngay sau một lần tiếp xúc như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Vương Sở Nhiên Trương Tịnh Nghi. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 không tìm được phong cách trang điểm phù hợp với mình. Không những vậy, ngôi sao Vân Chi Vũ còn không chăm chút ngoại hình mỗi khi xuất hiện. Đầu tháng 4, một người hâm mộ của Lưu Dục Hiểu bày tỏ sẽ không làm fan của nữ diễn viên vì quá nản trước phong cách xấu của cô. Người này cho rằng thời trang của Lưu Dục Hiểu khi tham gia các sự kiện công khai kém nổi bật, tóc tai rủ rượi, lưng gù cổ cong không tự tin, chân vòng kiềng. Cô ấy là minh tinh nhếch nhác lôi thôi nhất. Khi tham gia show cùng nam diễn viên Vương Tinh Việt sinh năm 2002, phong cách xòe xòa khiến Lưu Dục Hiểu bị ví là bác gái của Vương Tinh Việt.